Chúng ta hãy cùng nhau khám phá công cụ làm mờ tiếp theo. Các bạn chọn hình và chúng ta vào phần filter. Chọn blur và chọn erase blur. Sau khi chọn xong, đối tượng này sử dụng khá đơn giản và dễ hiểu. Tôi chọn vùng nào mà chúng ta muốn làm tâm điểm. Sau đó chúng ta làm mờ và chúng ta giữ lại vùng đó rõ nhất. Nó sẽ làm mờ những vùng bên ngoài và chúng ta giữ lại vùng trong. Ở đây chúng ta có thể chỉnh đối tượng vùng mờ chính, vùng mờ trung gian và vùng mờ toàn phần. Tôi có thể kéo các vị trí này ra hoặc là kéo thả các vị trí này xoay theo ý muốn, được không các bạn? Và nếu được chúng ta làm đối tượng này lớn hơn. Nếu đồng ý các bạn nhấn OK cho bàn phím và chúng ta kết thúc quá trình làm mờ này. Các bạn có thể làm mờ bằng nhiều lần. Tôi có thể kéo vị trí này sao cho cường độ nó tăng hay giảm. Ví dụ tăng hết cỡ thì làm mờ hết vùng bên ngoài, hoặc là giảm đi. Ví dụ tôi sẽ kéo nhỏ lại và đẩy nhỏ lại. Sau đó chúng ta chọn một phần làm mờ khác, tức là ngoài công cụ này chúng ta có thể chọn một vùng khác. Tôi chọn vùng này, tôi sẽ giữ lại cả hai vùng, ví dụ thế này. Các bạn có thể xoay, tôi giữ vùng sóng thôi và chúng ta xoay tiếp. Sau khi xong ta OK và kết thúc quá trình làm mờ tại đây. Tôi muốn điểm nhấn chúng ta là con sóng và vận động viên. Tôi OK.